Vậy kênh Lưu Nguyễn mến chào bà con và các bạn đang xem kênh nha. Hôm nay tiếp đến nhà vườn chị Nhung Võ, mình giao lưu hoa giới thành phẩm nha bà con. Hôm nay nhà vườn thanh lý một số cây hoa rực rỡ đẹp giá rẻ giao lưu cùng bà con nha. Sau đây mời bà con và các bạn mình cùng chi tiết với nhà vườn. Cảm chào chị Nhung. Rồi chào Lê Nguyễn ha. Rồi chào quý cô chú anh chị hoa giấy cả nước. Hôm nay đến với vườn em có một số mặt hàng thanh lý để mình sưu tầm giống như mình có thể tô điểm thêm nhiều cái màu sắc cho khu vườn mình ha. Rồi cặp số 1 đầu tiên là cây hồng gân. Còn cây này là cây lá ngọc cành vàng với hồng gân luôn ha cả nhà. Hoành 11. Cây này cũng hoành 11 luôn. Cao 90. Chiều cao 89 ha. Rồi combo số 1. Combo này em giao lưu với cái nhà mình 300k, bao ship toàn quốc luôn ha. Cho 300k2 cây cho hai cây mà hồng hoa gân tương đối giống nhau. và cây này là cành vàng lá ngọc cộng với hồng gân luôn ha. Combo số 1 300k. Tiếp theo combo số 2 Một cây dưa hấu. và một cây lá ngọc cành vàng đấy ha. Đây cái này lá ngọc cành vàng cộng với hồng gân ha cả nhà, combo số 2. Cái cây dưa hấu này có cái rễ nó bị lỗi chỗ này ha, bây giờ mình cắt bỏ phần này hoặc mình cứ để vậy mình tha cây mình chơi thôi. Bông giấy thì nó rất là dễ sống ha, rễ nó hư thì nó xấu thôi chứ nó không có chết. Hoành 13 cho cây dưa hấu, cao 72. Cây lá ngọc cành vàng cộng với hồng gân hoành 12, cao 80. Rồi combo số 2 này em cũng giao lưu với cả nhà mình 300k bao ship toàn quốc luôn ha. 300k cái bộ số 2. Rồi, tiếp theo. Combo số 3. Một cái dưa hấu. Cây dưa hấu. Hai cây dưa hấu luôn ha. Cây này Hai không cây có dưa lỗi hấu. nghe nha. Hai cây dưa hấu đỏ. Hoành 14. Hoành 11. Chiều cao bằng nhau luôn. Cao 80, tương đương nhau ha. Rồi, cặp này em giao lưu với cả nhà mình 350k bao ship toàn quốc luôn ha. 350 cho Cây cây một đang cốt hoa. ha, sạch đẹp không lỗi luôn ha cả nhà. Mã số 3. Combo số 3, cặp dưa hấu. Tiếp theo. Cây Sophia. Một Cành vàng cây lá cành ngọc. vàng lá ngọc, hai cây đều bông đỏ ngọc luôn. Su cái ai đang ngủ. Sophia và cành vàng lá ngọc hết cả nhà. Mỗi một ấy là một cây. Hoành 15. Cái này là hoành 13. Chiều cao tương đương với nhau là 80. Rồi cặp này em cũng giao lưu với cả nhà mình 350k bao ship toàn quốc luôn ha. Ba trăm rưỡi Cái hai cây cây này là cây Sophia bông đổi màu ha. Bông đổi màu. Còn là cành vàng lá ngọc ha. cành Hai vàng lá màu. ngọc, cây thì chỉ có một bo duy nhất, cái tàn còn hư. Tiếp theo. Theo là mã số 5. Số 5 là một cây cẩm thạch hồng gân ha. Một cây Sophia luôn ha. Cây cẩm thạch hồng gân này nó có lỗi nha cả nhà. Ở nhà sưu tầm về mình lấy giống mình ghép á, hoặc mình trồng sân vườn ha. Trồng một thời gian thì có thể là nó vẫn sống ha. Còn không mình cứ cắt ngang cái phần phần rễ hư chỗ này. Đây cái phần rễ hư dưới đây. Về có thể mình xả tàn bớt mình cắt đây mình hạ xuống ha. Hạ xuống là nó vẫn sống bình thường ha. Combo số 5. Cây rễ khác. Mình có cây lành mình chơi, còn không thì cứ về trồng xuống lấy bo. Hoành 13. Sophia này là không lỗi hết nha.
không bị lỗi gì hết. Quanh 14. Cẩm thạch hồng gân này cao 80. Sophia này khoảng 95 ha. Rồi cặp này em giao lưu với cả nhà mình 300k, bao ship toàn quốc luôn ha. 300k. 280 luôn. Rồi giảm 20 nữa. Còn 280. 280 ha, cho nhà mình sưu tầm giống ha. Nói chung hai cái màu này nó cũng rất là đẹp ha. Bộ số 5. Tiếp theo. Combo số 6. Cẩm thạch tím. Cẩm thạch tím siêu bông ha. Hoành 9. Hoành 10. Chiều cao tương đương với nhau. Cao 67 ha. Rồi combo số 6. Một cây này nó bị có thẹo ngay trên cái phần cổ nó, cây này ha. Đây, phần cổ cây này mình có sẹo ha. Và cái này về mình có thể trồng, thời gian nó sẽ kéo ra. Còn mình sưu tầm giống mình trồng sân vườn cũng được. Rồi hai cây này em giao lưu với cả nhà mình 180, bao ship toàn quốc luôn ha. 180 cho hai cây. Mã số 6. Bộ số 6. Rồi. Tiếp theo. Em lên số 7. Số 7, một cây cho cả nhà mình ha. Cả nhà trồng mình thấy những cái tự ký Mỹ như thế này thì cả nhà cứ cắt bỏ ha. Để nó phát triển, nó nuôi cái cành mẹ này, nó sẽ làm cái bo của mình nó yếu đi ha. Cây dưa hấu mã số 7. Gốc to luôn ha cả nhà. Hoành 16. Cao 87. Bán ngang 66. Rồi cây dưa hấu. Cây này mình về mình thay chậu to hơn ha, tàn tán nó sẽ xum xê ra hơn. Rồi cây này em giao lưu với cả nhà mình 250k, bao ship toàn quốc luôn ha. Gốc to luôn ha cả nhà. Số 7. Tiếp theo. Số 8. 8, cây dưa hấu đỏ luôn. Cũng là cây dưa hấu đỏ. Cây đang hoa vun tàn. Đế xoắn đẹp ha cả nhà. Cây này không lỗi ha, chỉ có chày nhỏ nhỏ lúc mình bứng phôi thôi. Hoành 15. Cao 92. Bán ngang là 65. 250 bao ship toàn quốc luôn ha cả nhà. 250 bao ship toàn quốc. Tiếp theo mã số 9. Cũng là cây dưa hấu luôn ha. Dưa hấu đỏ. Dưa hấu đỏ. Này nó một bo luôn ha. Hoành 14. Cao 65. Bán ngang 56. Rồi cái này em giao lưu với cái nhà mình 200k, bao ship toàn quốc. Đế không có lỗi hết cả nhà. Rễ xoắn luôn. Tiếp theo mã số 10. Cũng là một cây dưa hấu. Hoành 14. Cao 72. Bán ngang là 60. Rồi. Cái này em giao lưu với cả nhà mình 250k, bao ship toàn quốc luôn nha. Tiếp theo mã 11. 11 là cái cây cẩm thạch hồng gân. Cây sạch đẹp không lỗi ha. Đây, rễ xoắn luôn. Hoành 17. Cao 72. Tán ngang 55.
Rồi cây này em giao lưu với cả nhà mình 280k, bao ship toàn quốc luôn ha. 280 bao ship toàn quốc. Tiếp theo là cây tím bướm ha. Bo ghép lâu ha, muốn kéo thẹo lại nó muốn lành luôn cái phần này ha, phần bo nó ghép luôn. Hoành 12, cao 70, tán ngang 65. Rồi cây này nó cũng có cái thẹo chày lúc mà mình búng phôi ha, búng phôi chạy chỗ này, cái rễ này cái về mình thay bên trồng sâu hơn chút. Rồi cây này em giao lưu với cả nhà mình 200k, bao ship toàn quốc luôn ha, 200k. Mã số 12 cây tím bướm. Tiếp theo là cây vàng hoàng kim. Vàng hoàng kim. Gốc đế đẹp ha. Về có thể mình lấy bo hoặc mình vô dây cái, cho cái cây này ha. Hoành 16, cao 88, tán ngang là 95. Rồi cây này em giao lưu với cả nhà mình 250k bao ship toàn quốc luôn ha, 250k bao ship toàn quốc. Cây vàng hoàng kim mã số 13. Tiếp theo mã 14 cũng là vàng hoàng kim luôn ha cả nhà. Cây này là gốc sạch ha, sạch đẹp. Hoành 17, cao 93, tán ngang là 80. Rồi cái này em giao lưu với cả nhà mình 250 luôn ha, 250k bao ship toàn quốc. Cái mã số 14 vàng hoàng kim. Thế em lên hai cây vàng hoàng kim nữa ha, em sang mã khác cho cả nhà mình. Mã số 15, gốc đế rất là đẹp hết nha. Về có thể mình xả tàn cho nó lứa hoa sao nó ngắn cái cành lại ha. Này nó phượt cành nó hơi dài. Quanh 17, cao 92, tán ngang khoảng 95 ha. Rồi cũng 250 cho mã số 15 nha cả nhà. 250k bao ship toàn quốc cho cây vàng hoàng kim. Mã 16. Cái cây này gốc đế rất là đẹp ha. Con cái là tàn mình không có khống chế cái tàn nó dài. Vậy có thể mình vô dây mình để lắc lượng, hoặc là mình cắt tàn mình ghép, hoặc là mình cắt cây sau mình chơi cho nó ngắn lại ha. Cái hoa nó ngắn lại. Hoành 18, cao khoảng 90, tán ngang khoảng 95 ha. Rồi cây này cũng 250, 250 bao ship toàn quốc, bộ đế rất đẹp hết cả nhà. 250. Tiếp theo là em còn hai cây hồng gân, một rễ lắc lượng luôn ha. Một rễ bay lắc lượng luôn. Mình cây này nó một rễ mà bay ha. Này cái về mình thu cái tàn lại lứa hoa sau nó sẽ ngắn tàn hơn ha. Hoành 11, cao 90, tán ngang 75. Rồi cái hồng gân này em giao lưu với cả nhà mình 220k bao ship toàn quốc ha, 220 bao ship toàn quốc. Cái loại này nó siêu bông, bông quanh năm ha cả nhà. Mã 18, một rễ luôn, đóng rong già ha. Hoành 10, cao 78,
nó ngang 72, 200k bao ship toàn quốc luôn ha cả nhà. Cái này mình về mình xả bớt cái lớp những cái cành nhỏ li ti trên nó ra lại là sẽ dày hoa hơn nha. Tiếp theo mã 19. Cũng là cẩm thạch hồng, hồng gân, cây hồng gân ha, lá xanh. Rồi cây này nó có dấu hiệu bị khô cái thân phần này ha, em kiếm thêm một cây nó bán combo cho cả nhà mình. Về mình trồng thì nó không có chết ha nha, mà có một cái mất thẩm mỹ nó không có được đẹp. Rồi cái này là hai cây ha, combo mã 19, hồng gân và cẩm thạch tím ha. Là nó bị khô cái phần này ha, bên đây da nó vẫn còn xanh, còn phân nửa vẫn còn xanh. Về mình trồng thời gian sẽ cây nó phát triển bình thường, mình trồng đất này kia đó ha. Hoành 11, cao 83. Cây hồng gân này nó hoành tới 14 ha, có lỗi rồi ha cả nhà, cao 85. Rồi cặp này em giao lưu với cả nhà mình 250k bao ship toàn quốc ha, 250k bao ship toàn quốc cho mã combo 19 luôn ha. Tiếp theo 20 là một cây hai màu tím pháp và cẩm thạch hồng gân, gốc sạch đẹp ha. Hoành 16, cao 77, tán ngang là 63. Rồi cái này em giao lưu với cả nhà mình 250k bao ship toàn quốc luôn ha, 250k bao ship toàn quốc cho cây hai màu tím pháp và cẩm thạch hồng gân. Tiếp theo mã 21, dưa hấu bay luôn ha, về có thể mình trồng nghiêng xuống cho nó đổ luôn cũng được ha cả nhà. Những cây như vậy thì nó nghệ thuật mà đều có một cái mình ship hàng đi nó hơi cực ha. Hoành 10, 3 cao 95, tán ngang 55. Rồi các anh em giao lưu với cả nhà mình 250k bao ship toàn quốc luôn ha. Cây này nó cũng có những dấu vết sờn như vậy ha cả nhà. Rồi em giảm cho mình 20k luôn, còn 230 bao ship toàn quốc luôn ha. Cây dưa hấu và một cây rượu vang 22, dưa hấu và rượu vang ha, rượu vang đỏ. Cây rượu vang thì không có bị lỗi ha. Hoành 13, cây dưa hấu thì có cái một cái rễ này nó chày ha, có thể mình trồng thời gian nó sẽ phân nửa nó sẽ kéo lại, hoặc là mình cứ cắt bỏ mình chơi một rễ bên đây cũng được. Rồi cây này hoành 11, chiều cao là 57, tương đương bên đây cũng 55 ha, cũng tương đương ha. Cái tàn của cây rượu vang là 58. Rồi cặp này em giao lưu với cả nhà mình 250k bao ship toàn quốc luôn ha, 250k bao ship toàn quốc cho mã 22. Tiếp theo mã 23 là một cây hồng lửa, tán xum xê quá. Này mình không cần lấy bo thì em sẽ cắt tàn trước khi ship ha cả nhà, chứ mình chơi lại cái lứa hoa sao để cho nó đẹp ha. Còn cả nhà muốn có lấy bo thì cả nhà nói với vườn để bo lại cho mình, ghe lấy bo ghép ha, không thì em sẽ tàn em ship đi rồi cả nhà mình chơi lứa hoa sao nó sẽ đặt tàn hơn.
vành 13, cao 85, tán ngang 79 ha. Rồi cây này em giao lưu với cả nhà mình 200k bao ship toàn quốc luôn ha. 200k, dáng lắc lượng bye bye ha. Hồng lửa, mã 23. Tiếp theo mã 24. 24 là một cây yếm bướm ha. Dáng bay luôn. Gốc nó có những cái vết chày do mình vận chuyển phôi, bứng phôi ha, khai thác nó cấn nó chày ha. Cái cấn chày này nó khác với cái những cái vết khô ha. Cấn chày này là sau này nó kéo thẹo lại bình thường hết cả nhà. Vành 14, cao 82, tán ngang là 90. Rồi cây tím bướm gốc bay, dáng lát lượng, cây này em giao lưu với cả nhà mình 300k bao ship toàn quốc luôn ha. Bom tàn to ha, cây này ghép lâu ha cả nhà. Bo cũng rất là già, bo nó liền cái mắt ghép ở trên luôn rồi ha. 24. Tiếp theo mã 25. 25 là cây cẩm thạch bê lân ca ha, lại can. Đây, gốc bài. Cổ này cũng có lỗi ha. Lỗi nhỏ không đáng kể ha cả nhà. Cái gì mình nuôi thời gian là nó sẽ kéo nó thẹo lại ha. Vành 13, cao 50, tán ngang 55. Rồi cây này em giao lưu với cả nhà mình 200k bao ship toàn quốc ha. 200k. Có những cái vết lỗi nhỏ nhỏ chỗ này ha. 25. Tiếp theo mã 26. Dừa hấu đỏ luôn ha. Cây này cũng tạp được ha. Cái rễ phần dưới nó có thể nó kéo sẹo lại. Vành 15, cao 87, tán ngang là 58. Rồi cái này em giao lưu với cả nhà mình 200k bao ship toàn quốc luôn. 200k bao ship toàn quốc luôn ha. Cho mã 26. 27. Tím bướm. Cây này lâu năm già bo hết cả nhà. Vành 11, cao 60, tán ngang là 68. Rồi cây này em giao lưu với cả nhà mình 200k bao ship toàn quốc luôn ha. Cây tím bướm mã 27. Tiếp theo mã 28 là một cây Sophia. Đổi màu ha. Sophia hoa đổi màu. Gốc đế hình thú ha. Còn gì nữa, hai chân đây không biết. Gốc bay. Vành 13, cao 68, tán ngang 90. Rồi cây này em giao lưu với cả nhà mình 200k bao ship toàn quốc luôn ha. 200k bao ship toàn quốc. Cây này nói chung nó cũng hết phân á. Cả nhà về cả nhà thay chậu ha. Cắt tỉa tàn tán. Bón cho em mấy nắm phân là nó sẽ tàn tán xum xê lại ha cả nhà. Thanh lý cho cả nhà mình sưu tầm ha. Nhiều loại để mình chơi. Đợi xíu. Cây dưa hấu và cây cẩm thạch. Cây dưa hấu thì nó bị cái nhánh này nó bị cắt ngay từ đầu, nó khô nó dẫn xuống ha.
khi mình cắt mình không có xử lý cái keo cái nó ngang xuống như vậy chứ không có lỗi gì nhiều ha. Hoành 14 cây cẩm thạch, hoành 10 cao 68, cẩm thạch cao 62. Rồi tàn tán nó cũng xum ha, tán ngang 50 đây. Rồi hai cây này em giao lưu với cả nhà mình 250 bao ship toàn quốc luôn ha, 250 bao ship toàn quốc. Rồi tiếp theo là mã cuối cùng là mã 30. Mã 30 là em sẽ lên một combo cẩm thạch mini luôn ha. Mã 30 thì mình phải lên 3 cây. 3 cây luôn. Hai cây nhỏ này là không có lỗi ha. Một rễ không lỗi. Còn cây bự này thì cái hôm khi mà mình trồng á nó hơi to, cái nó bị mục ha. Thì nó có một cái phần phiết đi lúa. Rồi. Rồi cái này là ba cây á, xin phép em không có thổi đâu hoành ha. Hoành nó cũng khoảng 89 á, chiều cao là nó 80 nè. Cây lớn là 80, cây kia nó cũng tương đương. Rồi combo ba cây này mã số 30 em giao lưu với cả nhà mình 250k bao ship toàn quốc luôn ha, cho ba cây ha. 250k bao ship toàn quốc. Rồi hẹn cả nhà vào clip tiếp theo, chúc cả nhà xem clip thật là vui ạ. Rồi em cảm ơn chị Nhung. Mến chào bà con nha. Chúc bà con mình xem clip thật là vui vẻ. Cảm ơn bà con mình rất là nhiều ạ. Hẹn gặp lại bà con mình ở những clip kế tiếp nha.